Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Này thì đó, thắng rồi, thắng rồi. Đó, không cần gì nói nữa. Mà, con em quay mấy cái bà kia. Mấy cái bà nữ kia. Trời ơi, trời, cái gì ông mà mới có sáng sớm 6 giờ sáng mà mấy bà làm gì la lối ôm sòm không để cho ai ngủ vậy hả? Mấy bà có biết là tối hôm qua tôi phải thức đêm đến tận 12 giờ đêm để tôi quay video cho bạn fan xem không? Tôi còn chưa ngủ được giấc nào nữa mấy bà la lối ôm sòm vậy hả? Ủa? Tính ra tôi chơi ở ngoài này chứ phải chơi trong nhà ông đâu, xong chửi rồi tôi hay lắm. Ủa? Nhưng mà ở này, ở chỗ này nó gần nhà tôi hiểu không? Bà, mấy bà la ôm sùm tôi ngủ không được nè, rồi mấy bà làm gì mà la ôm sùm vậy? Dễ sợ. Trời ơi, chơi đá dế nè. Hả cái gì? Chơi đá dế hả? Ui trời ơi, nghe lạ nha, lần đầu tiên tôi mới thấy có người chơi đá dế ở trong Minecraft luôn á. Ủa nghe lạ đâu, để mình coi cái con dế nó sao. Đâu 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 đâu. Con dế này nhìn xinh không? Trời xinh ghê trời. Ê, con kia đang bay. Quay 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 cho tôi hỏi coi. Ủa, bộ mấy bà có gọi là vấn đề về nhận thức hay sao vậy? Cái này mà là con dế cái gì? Cái này là con gián mà mấy bà nội. Dạ, con đây là dế. Trời dế. Trời ơi là trời, tôi thề luôn á, tôi không hiểu mấy bà nghĩ gì luôn á. Cái cây rõ ràng là con gián luôn á. Bình thường á, mấy bà sợ gián lắm. Tự nhiên hôm nay bà bắt mấy con gián rồi đây chơi đá dế là sao vậy? Tàu lao lao, ghê quá à. Ủa mà khoan cho tôi hỏi coi, sao tự nhiên hôm nay mấy cái bà nữ bình thường tôi thấy mấy bà dịu dàng, gọi là thích gọi là gì ta, chơi bán đồ hàng nè, chơi nấu ăn cái kiểu, tự nhiên hôm nay nổi hứng chơi đá dế vậy hả? À mà cái này, cái này có không phải là đá dế, cái này là đá gián, đá dế nha. Ủa sao tôi lại là dám được? Ủa? Không, con này chắc chắn là con dế luôn. Chị là học sinh học bao nhiêu năm rồi, chị chắc chắn đúng không? Thôi 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 rồi, ok ok, con này là con dế được chưa? Trời ơi tôi mệt quá rồi. Rồi ok. Ủa nhưng mà khoan, tự nhiên hôm nay sao tiên mấy bà lại nổi hứng đồ chơi đá dế vậy hả? Trong Minecraft nè, có cái gì chơi đâu, chơi đồ hàng cũng chơi rồi, chơi gì gọi là chơi gì ta, chơi tắm biển cũng chơi rồi, giờ còn gì chơi đâu, thôi chơi đá dế cho mới hiểu, mới mẹ cuộc sống đó. Trời ơi, vậy mà sao không bảo tôi, bọn mình đi chơi bắt cua nè, chơi bắt cua nè, nhiều trò trong Minecraft vui ơi là vui mà sao không chơi đúng không? Thôi 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 thôi, lắm rồi. Trò này thôi, không chơi trò khác đâu. Ở nằm ở cái vị trí nào Phong biết không? Đó chính là mọi người không cần làm gì cả, mọi người chỉ cần đứng một chỗ hô hào cố lên cố lên là đấy là chơi rồi, chứ còn bình thường người khác cái gì cũng phải làm, là cái gì cũng phải xây, là cái gì cũng phải hoạt động, cái gì cũng phải gào thét này. Mặt của thứ là con cái này chỉ bằng đứng một chỗ thôi. Đúng rồi, đúng à, có nghĩa là mọi người đang muốn chơi một cái trò chơi gì đó mà nó vừa vui mà nó không có mệt, mà chỉ cần gọi là đứng một chỗ nhìn thôi đúng không? Trời ơi. Cũng đúng ha. Khi mà chúng ta chơi đá dế á, chúng ta chỉ cần đứng nhìn hai con dế nó chiến đấu với nhau thôi. Nhưng mà mình muốn nói thêm lần nữa với bạn fan là con này không phải con dế nha bạn nha. Ok. Hey, để mình nghĩ xem coi, bây giờ hội chị em đang buồn chán mà không có trò gì chơi hả? Để mình nghĩ coi có cái trò gì vui vui cho hội chị em chơi em ta. À đúng rồi, tôi có một cái trò này. Rồi ok, hội chị em, bây giờ là mọi người đang muốn chơi một cái trò gì đó mà chỉ cần đứng nhìn thấy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, quá đơn giản. Vậy thì bây giờ mọi người hãy đi theo tôi. Tôi sẽ đưa mọi người đến một cái chỗ người ta gọi là đấu trường, gọi là sinh tử. Đó, nơi đó chúng ta đến đó chúng ta có thể thấy được những hiệp sĩ chiến đấu với nhau. Và chúng ta chỉ việc đứng nhìn xem thôi, hiểu không? Vậy hả? Đúng rồi. Được nhá. Rồi ok. Thật chứ mọi người đứng đây nhìn hai con hai con dế. Ok rồi, hai con dế nó đánh nhau vậy chán lắm, không có gì vui đâu. Đi theo tôi, đi nhanh lên. Tôi sẽ dẫn mọi người tới đó. Ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đấu trường sinh tử nha các bạn nha. Let's go. Các bạn à, các bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Đúng vậy, đó là tiếng cười của Phong đó. À nhầm, không phải, đó chính là tiếng của zombie đó mấy bạn ơi. Mấy bạn có nghe tiếng con gì gầm gừ không? Tên 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 mày có cái gì mà zombie với lại là gì đó, snowman gì ấy. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là đấu trường sinh tử. Tên 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 đó mấy bạn thấy chưa? Đây, ở chỗ này bạn có thể thấy ở bên đây đó chính là những con người tuyết, còn bên này chính là những con zombie. Hôm nay chúng ta thay vì chúng ta chơi đá dế thì chúng ta có thể đến đây để xem những con quái vật ở trong Minecraft chiến đấu với nhau, có phải là vui hơn không? Đúng không mọi người? Đúng không? Đây là quái vật đá nhau phải không? Mình không còn xem đá dế nữa. Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ nè, chúng ta
ta chơi cái trò này thì chúng ta sẽ phân chia thế này đi. Phong với Sam sẽ là một team, còn Camui với lại Sammy sẽ Camui với lại là Simmy sẽ là một team nha. Thì hai team sẽ phải chọn ra là bên nào chọn bên nào, chẳng hạn như em bên em với Sam mà chọn zombie đi đó, bên Camui với Sim sẽ chọn bên người tuyết đi. Đấy. Thì nếu như bên nào gọi là chiến đấu mà bên nào giành được chiến thắng thì bên đó sẽ được một điểm. Đó, đội đó sẽ được một điểm, hiểu không? Ok. Rồi. Bây giờ nè. Bây giờ á thì gọi là em à, bên đội em là có em với Sammy là có em là một thằng con trai à, thì tất nhiên em phải nhường cho đội có nhiều gái hơn. Ok. Thì bây giờ em sẽ nhường cho đội của Camui với Simmy à cho quyền chọn trước. Ok. Đồng ý không Sam? Rồi đồng ý rồi. Okay. Chấp luôn, chấp luôn. Ok. Camui chọn Snowman nha. Ok. Chết tôi nữa mà. Con ơi, em nghĩ kèo này là chắc chắn là sẽ zombie thắng. Trời đất ơi. Em bây giờ bây giờ chọn nhanh đi, em ơi, tôi còn chọn. Em ơi, chị chơi Minecraft sinh tồn cực kỳ nhiều năm rồi em. Em cứ yên tâm chọn Snow đi em. Chưa biết gọi là zombie sẽ thắng á trời. Yên tâm tin chị đi. Trời ơi, chưa gì. Chưa gì mà tôi thấy đội bên kia đã có vẻ. Ok, em tin chị nhà Snowman. Chưa gì mà tôi đã thấy đội bên kia có vẻ gọi là không tin tưởng nhau rồi các bạn ơi. Ok, thì mấy bạn fan đang xem video, các bạn hãy đoán cùng với mình xem coi là zombie hay là người tuyết sẽ chiến thắng nha các bạn nha. Đó, người tuyết thể đại người tuyết để bạc Snowman đồ. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau. Ok, vậy Phong với Sam chọn zombie nha Sam. Ủa, tại ra ông tôi nghĩ thế không? Tôi nghĩ là mình được chọn thoải mái đi chứ chọn bên này. Ví dụ là tôi chọn này thì người bên kia chọn bên kia rồi, bị bắt bị ép buộc rồi. Sao chơi đúng không? Thì bây giờ là như thế này nè, bây giờ là cho bên Camui chọn trước thì một tí nữa tới lượt đội mình chọn trước. Đó, nó sẽ kiểu phân chia vậy, hiểu không? Hiểu. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở phòng nè, để coi bên nào sẽ giành chiến thắng nha. Vậy là bên Phong với Sam sẽ là zombie. Ok chứ vậy. 3 2 1 bắt đầu. Và những con quái vật bắt đầu tấn công nhau rồi. Trời ơi, bọn nó bắn nhau kìa các bạn ơi, zombie và Snowman đang bắn nhau. Hình như là zombie thắng thật đấy sao ấy trời. Vì Snowman nó sẽ không phân biệt được đúng với gọi là bạn bè đâu, đó là lý do của em đừng nói cái gì. Đấy, mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa, đội bên kia không tin tưởng nhau rồi kìa. Đó. Em biết là Snowman sẽ tự tấn công bản thân mà em không muốn chọn Snowman đó trời. Không nói thế với chị ngay từ đây. Thôi, bớt than khóc đi, đã chọn rồi thì đã chọn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm đi. Gì ta? Zombie chưa kịp cắn là Snowman tự hủy rồi, chỉ giết nhau rồi. Ôi, Sam nhìn kìa, bên kia còn quá trời zombie còn chưa ra tay nữa mà bên đây Snowman đã gần hơn. Cái gì? Con người tuyết đã gần chết hết rồi. Trời ơi. Bên kia tự xử phong hiểu, tự nhiên mấy tự bắn nhau luôn. Trời ơi. Tự bắn tự chết luôn. Đáng nghe lúc mà nói ra thì em phải có lận điểm của bản thân mình, em phải nói ra những cái điều mà em nghĩ đó. Ủa, hay không? Nếu mà chỉ biết Snowman. Cãi nhau rồi. Mà nói là biết cũng sẽ chọn zombie thôi. Trời ơi, cãi nhau rồi. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Nói chung là cãi nhau cỡ nào đi chăng nữa thì đội của Phong cũng thắng chắc rồi các bạn. Bạn coi nè, người tuyết bị tiêu diệt sạch rồi các bạn ơi. Đó, zombie thì còn rất nhiều. Đó, quýnh nhau đi. Đúng rồi, hay quá. Ok. Wow, vậy là bây giờ còn có đúng hai con người tuyết rồi. Để coi hai người tuyết rồi, con này chết luôn. Còn con cuối cùng. Con cuối cùng kìa. Ôi, con có chiến đấu zombie này không? Để coi nè. Để coi con zombie này với con người tuyết này con nào thắng. Trời ơi, coi kìa. Ôi rồi xong. Rồi xong nè. Này thì cho gáy to nè. Yeah, ok bạn ơi. Vậy là trận đấu đầu tiên Phong Cận và Sammy đã giành được một điểm về cho đội của mình. Quá vui luôn. Chưa bao giờ mình thích mấy con zombie trong Minecraft đến như vậy bạn ơi. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, đến với trận đấu thứ hai của chúng ta. Thì lần này vẫn sẽ là zombie và người tuyết, nhưng mà ở một phiên bản gọi là xịn hơn. Đó chính là bên đây sẽ là zombie cơ bắp sáu múi cuồn cuộn đẹp trai khoái to. Đó, còn bên này sẽ là người ta Snowman. À không, mình bị nhiễm Simmy rồi các bạn ơi. Người tuyết, mình thích gọi là người tuyết hơn. Bên đây cũng sẽ là người tuyết đẹp trai cơ bắp sáu múi cuồn cuộn nha các bạn nha. Ủa Phong ơi, tại sao bên này có người tuyết và kinh Phong Cận vậy? Gì vậy? Chị cũng đang thắc mắc nè.
Tôi cũng đang thắc mắc nè. Tại mấy con người tuyết hả? Này á là gọi sao ta, nó là fan em á, cho nên nó có tên là Phong Cận, thấy không? Đó, ok. Rồi, hồi nãy á, trận trước á là bên đội của Camu với Simmy là được chọn à. Lần này sẽ được đội Phong với Sam được chọn trước. Ok. Rồi Sam ơi, Phong nói Sam nghe nè. Sam hãy chọn bên zombie đi Sam. Phong tin zombie sẽ thắng. Tôi cũng tin chứ bộ, con này mạnh hay zombie mà. Zombie zombie nha. Ok. Ok, chốt. Rồi ok, chốt. Phong với lại Sam quyết định sẽ chọn bên zombie nha. Còn Camu với Sim chọn bên nào? Vui ơi, thua chắc rồi Vui ơi. Em thề trận này zombie thắng chắc. Bởi vì em biết cái tính chất của con zombie như thế nào mà. Trời ơi. Mình thề với các bạn luôn, con zombie này nó nhảy lên, nó gục một lần rồi. Nhưng nó có thể đứng lại hai lần. Mình chắc chắn zombie sẽ thắng. Nhưng mà có vẻ chúng ta không có cơ hội. Không còn cơ hội chọn nữa đâu. Bởi vì là em với lại Sam gọi là đã nhường mọi người trận trước rồi. Trận này bọn em được quyền chọn, thấy không? Ok. Ok, ok. Rồi chọn kèo với ta người tuyết dù biết okay. Là thua. Yeah. Vậy là bên Camu với Simmy sẽ là người tuyết, bên Phong Cận với Sammy vẫn sẽ tiếp tục là zombie nha các bạn nha. Đấy, ok rồi. Rồi. Và mình sẽ chuẩn bị mở phòng để cho hai bên đấu nhau. Ok, chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là ui cái gì vậy? Trời ơi. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ, cái gì vậy? Mấy bạn có thể thấy rằng là những con người tuyết bọn nó đang cầm những cục băng, bọn nó chọi mấy con zombie. Trời ơi, nó chọi kìa. Trời ơi. Và những con zombie đang tấn công lại. Trời ơi, nó đấm kìa. Nó nhìn nó kìa mọi người. Oh my god. Trời ơi mấy bạn ơi. Zombie nó lãnh hết cả sự gọi là tập đoàn cái gì ta, người tuyết không ta. Mấy bạn có thể nhìn thấy á. Mọi người ơi. Mấy bạn có thể nhìn thấy là hiện tại là những con người tuyết có vẻ đang bất lợi hơn những con zombie rất nhiều. Bởi những con zombie này bọn nó có tuyệt chiêu là đập mà làm động đất á các bạn, làm cho những con snowman bay lên trên trời. Những con người tuyết bị bay lên trời luôn. Ok, mình sẽ đẩy người tuyết này xuống. Đi xuống mày. Đây một con người tuyết chăn ra ngoài luôn rồi. Đó, bạn có thấy là zombie đang áp đảo rồi nè. Ôi chết, có mấy con zombie bị xỉu rồi kìa. Nhưng mà bọn nó vẫn có thể tỉnh dậy được. Rồi ok, người tuyết bây giờ hiện tại chỉ còn có vài con thôi. Cố lên nào zombie ơi. Hay quá. Ui. Trời ơi, người tuyết ơi, em ơi. Ơi, Sam ơi. Sam ơi. Chị biết em không thắng được, nhưng mà em ơi đừng biến mất mà. Sam ơi, nhìn kìa. Mấy con zombie của chúng ta nó thể chịu hồi được những con zombie nhỏ nữa kìa. Ghê thiệt. Wow. Chịu vậy? Rồi, đúng rồi. Trời. Ủa khoan rồi tự. Là biết bên kia thắng rồi. Ê, Sim ơi. Sim với Camui ơi. Con người tuyết của mấy người nó leo cây nó trốn luôn kìa. Đi xuống mày. Gì đâu mà hẹn kìa. Tôi đi đẩy đờ. Người của tôi. Đi xuống mày. Ủa, đứng lên cho nó trời. Trời ơi, nó đấm cái người tuyết kìa. Nó đấm cái người tuyết tan nát luôn các bạn ơi. Ok, ủa mà khoan, bây giờ ngoài đây còn một con người tuyết nữa. Giờ sao, con này tính sao trời. Rồi để mình lấy cọng dây. Thua rồi, cái này là thua rồi. Trời ơi, ơi lại chúng tôi vẫn thắng nha. Chúng tôi vẫn còn người á. Không, trận đấu này không kết thúc nha. Cái gì vậy? Nè, Phong kéo nó vô rồi. Mày thôi, mày người tuyết nè. Mày thì người tuyết nè. Trời ơi, đất giả kìa. Người tuyết và bấy zombie nó áp, thật sự nó dầm mà nát người tuyết của mình. Người tuyết gọi là nát như tương luôn các bạn ơi. Mấy con zombie của mình khỏe quá, dằn chết hết mấy con người tuyết luôn. Vậy là trận này zombie của Phong Cận và Sammy vẫn là người giành chiến thắng. Hên thôi hả? Ok rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau sẽ cùng nhau đến với trận tiếp theo. Và trận này sẽ đến lượt Camui và Simmy sẽ gọi là người được chọn nha các bạn nha. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Trận tiếp theo, let's go. Rồi ok bạn ơi. Sau hai trận đấu vô cùng căng thẳng vừa rồi thì đội của Phong và Sammy đã giành chọn 2 điểm về cho đội của mình. Và bây giờ sẽ là trận đấu giữa gọi là 1000 con người tuyết. 1000 con luôn nha bạn nha. Với lại ủa sao không có con nào vậy? Ủa sao không có ai vậy? Đây rồi, anh ta đây rồi. Đây, xin hiểu bạn, anh chàng zombie cơ bắp sáu múi cuồn cuộn. Xịt ra xíu cho mọi người nhìn thấy mặt anh. Ok rồi. Chào quý vị khán giả đi anh. Ok. Đó, và trận này á thì chúng ta thấy rằng là một con zombie sẽ đấu với lại 1000 con người tuyết nha các bạn nha. Thì mình cũng hơi phân vân không biết bên nào thắng đây. Hey, ok. Rồi bây giờ lần này sẽ cho bên nữ Phong hỏi thử mấy bạn fan nữ Phong hỏi. À đúng rồi. Mấy bạn fan hãy thử đoán xem coi bên nào thắng, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Từ nãy giờ quên hỏi các bạn đoán coi bên nào thắng nha. Ok. Rồi, bây giờ thì sẽ đến lượt Camu với lại là Simmy nè. Camu Simmy chọn đi. Trời ơi, quá đơn giản. Bên này. Đúng rồi.
only với My đúng không? Rồi ok. Ok, thì coi như là bên Camui với Simmy sẽ chọn bên Yubi. Còn Phong với lại Sam thì chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng á, chính là bên những con người tuyết các bạn ơi. Chẳng là người tuyết thắng rồi, người tuyết có 100 người mà zombie có 1 người sao thắng đúng không? Không không Sam, đúng không, 1.000 người lận dạ. Sam, 1.000 người lận. Ủa, 1.000 người chắc chắn thắng rồi, bên kia thua okay. Chắc. Ok, rồi, còn mấy bạn fan. Xem sức mạnh đây. Còn mấy bạn fan, các bạn đoán xem bên nào thắng thì hãy bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình sẽ mở phòng cho hai bên đánh nhau nè. Ok, chuẩn bị. 1.000 người tuyết. Bắt đầu. Rồi ok. Đúng rồi. Tấn công. Đánh đó. Đúng rồi. Cái gì đấy? Trời ơi, đập một đập là ra đi chứ. Hết rồi. Trời ơi, sao mà con zombie nó đập có một cái thôi là mấy con người tuyết chết hết vậy? Gì kỳ vậy? Ý Dương ơi, nhảy bé ơi. Nhảy trời lên. Ơi. Không sao, không sao, Sam, bên mình vẫn còn đông lắm, yên tâm đi. Con zombie này sẽ không có hội thắng đâu. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Trời ơi, con zombie nó cứ một đập. Trời, nhảy lên luôn kìa. Trời ơi. Cái gì mà ghê vậy? Con zombie nó. Con zombie nó đánh theo kiểu gọi là nó chỉ cần đập một cái thôi là gọi là một con người tuyết chết các bạn ơi. Trời ơi trời. Đau lòng quá các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy là người tuyết mình chết gần hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, đang ngứa luôn á. Đây, để mình chọi phụ. Trời. Để tôi. Mình chọi phụ đi. Mình lụm mình chọi phụ đi. Chết nè con. Trời ơi, tao chọi phụ nè, nó không ổng chết không ơi. Thôi. Mày chết đi. Nhìn thôi là mình cũng biết kết quả là ai thắng ai thua rồi các bạn ơi, bởi vì người tuyết mình chết gần hết rồi. Không chịu đâu. Không sao, không sao. Ơi, còn mấy con bên đây nè, mình dẫn mà nó qua đi Sam. Đây để tôi lấy cọng dây tôi kéo nó qua. Ok người tuyết, bọn anh kéo bọn em qua nè, bắn nó đi. Bắn con zombie cho anh. Bắn. Bùm. 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 Anh phải thả cái dây ra. Trời ơi. Ê, sao tôi nhìn thấy em người tuyết này có vẻ bất lực của ta. Từ tôi để tôi lấy thôi, cái kéo. Thôi mình phóng xanh nó đi Phong ơi, mình phóng xanh nó đi. Mình đừng để cho nó còn Sam ơi. Ơi. Sam, đây là con zombie siêu to, còn đây là khuôn mặt của con người tuyết khi thấy zombie. Người tuyết. Thôi mình thấy người tuyết này tội quá. Ok. Để tôi phóng xanh nó đi. Mình phóng xanh nó. Mình chịu thua nha, mình chịu thua nha, mình quyết định mình thả người tuyết này nha. Vậy Sam. Rồi. Làm gì? Để tôi thả nó ra nhẹ nhàng thôi, đó nhẹ nhàng. Thả nó xuống đất nhẹ nhàng thôi, cứ chân nó chết. Ok rồi. Rồi. Mình chết nó khởi động cao không chết được đâu. Mình thấy con người tuyết này tội quá cho nên thôi mình cho người tuyết này nó chịu thua nha các bạn nha. Ok, bây giờ sẽ sợ rồi. Mình sẽ đấu với con zombie này luôn. Con zombie. Mày để tôi sẽ chiến đấu với nó. Vì những em gọi là người tuyết của tôi. Sao rồi nó quăng Phong lên này. Trời ơi Phong. Cái Phong đi cho mấy người tuyết rồi đánh cho cái ra không biết không à. Trời ơi bạn ơi, coi như là trận này mình với Sammy gọi là chịu thua. Ok rồi, vậy không sao, nói chung mình với Sammy vẫn hơn đội bên kia 1 điểm, mình được 2 điểm, còn đội bên kia được có 1 điểm à. Ok, chúng ta cùng nhau đến với trận cuối cùng nào, let's go. Ok và mấy bạn ơi, và đến với trận tiếp theo của chúng ta vẫn sẽ là một trận đấu vô cùng căng thẳng, đó chính là sẽ có gọi là gì ta, hơn 1.000 con zombie đấu với 15 con người tuyết. Mấy bạn biết tại sao mà lại là 15 con người tuyết không? Bởi vì những con người tuyết này á, nó không có khỏe như là con zombie cơ bắp hồi nãy, nó rất là yếu, cho nên là mình phải cho nó đến tận 15 con để cho nó có sự gọi là công bằng ở đây bạn ơi. Nhưng mà ở bên đây đến tận 1.000 con zombie có vẻ cũng không công bằng lắm ha. À, sao? Không, trời đất ơi. Rồi ok. Lại đến người ta chọn đây nè, trật tự nha xem. Bây giờ sẽ đến lượt gọi là mình và Sammy chọn nha. Ok Sammy ơi, Sam chọn bên nào? Cái này thì thật sự tôi nhìn thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn số đông nhiều hơn, tại mấy zombie này nó ghê lắm. Nó đáng sợ lắm hiểu không? Thẳng zombie hả? Không, tôi lại nghĩ là người tuyết á, tại người tuyết trận này đến tận 15 con rồi chẳng lẽ nó không thắng được. Không thắng được đâu, ông nghĩ sao zombie á? Nó tôi chỉ cho 15 con người tuyết khổng lồ như thế này mà nếu là chị chọn người tuyết lên, tao lựa chọn người tuyết nha xem. Rồi, ok. Ok vậy thôi, để cho bên kia chọn người tuyết đi, bên mình chọn zombie. Hợp lý. Được không Camui? Hồi nãy Camui nói vậy mà. Ủa, nói vậy đúng không? Ủa, tôi chỉ nói quyền chọn của hai người mà đâu phải cho tụi tôi đâu. Ok, nếu mà quyền chọn là của hai đứa mình sẽ chọn zombie. Yeah. Ủa, khoan từ nha, nhưng mà mình vẫn hơi gọi là sợ bạn ơi. Tại vì mình thấy rằng là người tuyết mặc dù là ít hơn, nhưng mà những con này mới chọi một cục băng thôi vẫn có thể giết được vài con. À, hơi lo ta. Thua chắc là con zombie. Biết sao không, tôi chỉ cho. Đấy con này quăng một phát rồi mấy con này tới chắn là gần chết rồi Phong ơi. Nó quăng chậm lắm. Quăng chậm phèo. Thôi được rồi. Coi như trận này thì mình sẽ nghe lời nóc nhà của mình nha bạn nha. Sammy quyết định chọn okay. Zombie đúng không? Rồi ok. Mấy bạn thử đón coi bên nào thắng nha. Sờ gì ta, người tuyết hay là zombie nha. Ok rồi. Mình sẽ mở phòng nha. Ok chuẩn bị 3, 2, 1. Bắt đầu. Gangadisu.
Trời ơi, Sam ơi, thấy chưa? Người Tuyết nó ném. Ủa? Người Tuyết nó ném mạnh lắm kìa. Trời ơi, bà cứ không chọn người Tuyết. Chưa đâu, chưa Phong ơi, 30 chỉ phải là Tết Phong ơi, nhìn kìa. Trời ơi, tôi thấy rằng là người Tuyết nó vẫn đang rất cố gắng. Rồi xong một con người Phong Tuyết chết. Ơi, tôi đỡ rồi, zombie là thẳng chắc rồi, mấy con này không có cớ đâu, nhìn kìa. Cố lên mấy em ơi, cố lên. Trời ơi. Sao ơi, nhìn nè, bên này một đám zombie quýnh một con người Tuyết. Tôi bảo rồi, bây giờ có hai gọi là 20 con này cũng không đánh được, cái đó 15 con chi. Cố lên mấy em ơi, cố lên, cố lên. Không cố đâu Sam ơi, đừng gọi là hô hào trong tuyệt vọng nữa. Sao đâu, mình biết mấy em không thắng nhưng thôi mấy em đã cố hết sức rồi đúng không mấy em? Cố lên, cố lên, cắn đúng rồi. Sam ơi, Sam ơi, tôi nghĩ là người Tuyết thắng rồi. Sam ơi, còn đông quá. Cố lên mấy em, dù chị biết mấy em dù không làm được chứ mấy em đã cố hết sức rồi. Tôi bảo rồi, zombie thắng mà. Trời ơi. Đâu thì chưa biết đâu, tại vì bên kia người Tuyết vẫn còn tận gần 10 con. Zombie bọn mình thì nó vơi đi rồi là gần một nửa rồi. Trời, em tính sao vậy ông nội, em nghĩ sao vậy, zombie thắng rồi. Cứ để xem, tôi không tin là zombie thắng đâu, tôi tin là người Tuyết thắng hơn. Trời, cả đời, tôi không tin đâu. Rồi, còn hai con người Tuyết cuối cùng. Cảm ơn em đã cố gắng hết sức mình, cảm ơn em, cố lên. Cố anh Cưng ơi, cố lên. Cố lên, Cưng ơi. Người Tuyết ơi, người Tuyết Snowman. Rồi, con người Tuyết cuối cùng. Con người Tuyết cuối cùng. Ok, để xem người Tuyết cuối cùng. Cố lên em. Cố lên em. Em tiêu diệt được một zombie chứ nha. Con thôi mà nó giết cũng nổi thấy chưa. Ok, trời ơi bạn ơi, trận vừa rồi là mình thấy rằng là con người Tuyết đã rất cố gắng nhưng mà vẫn không giết được zombie các bạn ơi. Ủa mà khoan, hình như từ nãy giờ mình để ý là zombie thắng hết đúng không ta? Đúng rồi. Thôi, đừng trách tại sao zombie chiến thắng, hãy trách là tại vì những con người Tuyết quá yếu thôi đội bên kia. Ok bạn ơi, vậy là coi như là bên mình đã được 3 điểm, còn bên Kamui và Simi chỉ được 1 điểm thôi. Vậy là mình và Sammy chiến thắng. Yeah Sammy. Ok. Và mấy bạn có muốn mình tạo thêm những cái trận đấu như thế này nữa hay không thì bạn hãy nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Mình nghĩ rằng là tập sau mình sẽ thử làm gọi là những cái trận đấu như là phong cận đấu với 100 phong cận đấu với 100 Sammy nè, rồi 100 Kamui đấu với 100 Mr. Dịch đó. 100 Kairon đấu với 100 gọi là mèo Simi đó, cái kiểu như thế. Ok đó, có vẻ là khá thú vị á. Bạn nào muốn thì nhớ bình luận cho mình biết, mình sẽ làm nha. Ok, có nghĩa là trận này thì zombie đã giành chiến thắng toàn tập, bởi vì zombie thật sự rất là mạnh luôn ở trong Minecraft, bởi vì zombie nó khỏe thật mà bạn ạ, chứ không phải là do gọi là gì ta, người Tuyết yếu đâu, chẳng qua do zombie quá mạnh thôi. Ok, và ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hello Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.